Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vạn sự bình an. Mình ở bên gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Hôm nay mình thực hiện một cái video clip tức là con xe này là con xe Innova phiên bản 208, tức là khách hàng chạy bị cái hiện tượng là ăn dầu động cơ, hay là gọi là ăn nhớt ấy. Ăn nhớt động cơ nó quá nhiều. Tức là gì? Khi cứ chạy khoảng độ 800 đến 1000 nhá, thì là đã phải thay, tức là đã phải bổ sung tầm khoảng độ hơn nửa lít dầu. Đấy, thì như các bạn thấy là như một cái dòng xe này mà chạy khoảng độ, bây giờ dầu máy là cứ chạy tiêu chí khoảng 5000 cây mà thay dầu một lần, thì hỏi xem là khi chạy 5000 cây đấy liệu có còn dầu hay không. Mà cái giống động cơ này, dòng động cơ này là khi mà thiếu dầu nhớt ấy, là nó sinh ra rất là nóng máy. Mà nhưng đặc thù của cái dòng Innova này nhá, khi bị ăn nhớt ấy, nó không khói, chạy không có tí khói nào luôn, thế nó mới nguy hiểm. Thế cho nên là ban đầu trong quá trình thăm khám ấy, thì đôi bên mới đi đến quyết định là tháo máy ra. Con này là mình sẽ làm phương án là tiểu tu thôi, chứ chưa đến mức là phải đại tu đâu. Mình sẽ thay tiểu tu, tức là mình sẽ thay xét măng này và thay phớt gít và toàn bộ các cái gioăng phớt. Thì đây, mình sẽ tháo máy ra. Nhưng mà mình tháo những cái chi tiết gì mình sẽ ghi lại toàn bộ để cho tất cả các bạn và anh em cùng xem nhé. Thì cái dòng xe Innova này thì mình, nếu như mình thay xác măng ấy, thì phải cẩu máy ra ngoài, lên cẩu máy ra ngoài thì làm nó kỹ hơn. Mà riêng về cái hiện tượng mà ăn dầu động cơ này thì chỉ có bằng mỗi phương pháp là thay phớt gít và thay xác măng. Đấy, kiểm tra độ kín khít của piston, nếu ok thì mình xử lý. Còn nó không có bất cứ một cái phương pháp hỗ trợ nào khác ngoài phải thay thế cái này. Chứ đừng có nói là mình đổ phụ gia các thứ vào mà nó sẽ hết được cái hiện tượng đấy. Mình nghĩ mình chắc chắn là nó sẽ không có những cái như đấy. Thì đây này, cái động cơ này tháo khi cẩu ra ngoài rồi thì tất cả các cái chi tiết ấy, mình tháo hết toàn bộ ra để kiểm tra từng tí một. Như cái con xe này có bác chủ xe này là nó có cái hiện tượng là đi cái côn ấy, là nó hơi bị dằn. Mình đồng thời là mình tháo ra, dù rằng là cái lá côn bản ép này mới thay nhé, tháo ra để đi xử lý luôn hết, cho hết cái hiện tượng dằn luôn. Đấy, khi cái động cơ này ra ngoài, tháo các cái cổ hút này ra nó rất là dễ dàng, tháo cả bánh đà ra, gần như là những cái chi tiết gì nó liên quan đến động cơ là tháo hết ra, tháo hết toàn bộ ra để mình vệ sinh. Đặc thù của cái dòng xe Innova này nhá, là khi mà cái hiện tượng mà hơi nó kém ấy, thì gần như con nào cũng thế, chiếm 80% là nó bị hiện tượng là bị thổi cái nhớt, tức là thổi dầu ra các cái gioăng ở trên nắp giàn cò và gioăng buji này, gần như là cứ phải xử lý liên tục nhưng không hết được. Bởi vì khi mình làm hơi xong là cái độ kín khít nó không bị lọt hơi nữa, là nó sẽ không có tình trạng bị thổi ra đâu. Riêng cái dòng Innova nó thế. Này các bạn thấy không? Toàn bộ là anh em tháo hết những cái chi tiết của cái động cơ ra, vệ sinh cho một lượt cho nó sạch sẽ. Cái này khi mình nhấc mặt máy ra rồi, nhìn thấy có cái đỉnh piston chưa, cái muội carbon nó bám lên trên này rất là dày. Đấy, cái muội carbon này là gì, là cái dầu nhớt ấy. Dầu nhớt là động cơ nó đốt cháy nhưng mà không đẩy được hết ra cổ xả, bắt buộc nó phải đọng trên cái đỉnh piston. Đấy, nhìn cái đỉnh piston của cái máy số 4 kia là nó còn có hiện tượng bị ướt nữa cơ. Sau khi bắt đầu tháo hết toàn bộ ra, mình vệ sinh lại,
vệ sinh từng tí một, từng chi tiết một này, kể cả những cái trong cái lòng của cái súp bắp này, kể cả cái đỉnh bít tông đấy, mình dùng máy phớt để mình trà. Các bạn nói dùng máy phớt trà như này thì nó còn mãi nó mới đi cơ mà. Thế thì bảo ví dụ này, cái này thì làm sao mà để mà tự dưng mà nó hết được, không bao giờ hết được luôn. Đấy, sau khi vệ sinh sạch sẽ toàn bộ, kể cả những cái lòng của mấy cái súp bắp này, mình đánh lại kỹ hết, đánh càng sạch càng tốt. Khi mình xong xuôi rồi mình lên không còn nghi ngờ gì nữa cả. Kể cả những cái xi lanh này phải kiểm tra nhé. Thế sau khi mình tháo hết ra, rút cái quả piston ra, kiểm tra lại xi lanh xem nó có bị rỗ hay không. Thế lòng nó còn tốt, nếu mà lòng này nó còn tốt, xi lanh này còn tốt thì mình giữ lại. Kể cả quả hơi đấy. Quả hơi thì mình kiểm tra cái váy. Cái váy mà nó chưa có sự bào mòn ấy. Nó vẫn còn cái vân của cái nhà sản xuất mà người ta sản xuất ra ấy, thì mình giữ lại quả hơi của piston cũ, xong rồi mình thay xác măng mới, thay toàn bộ những cái hàng chuẩn nhất, hàng xịn nhất, kể cả cái phần gít nhá. Riêng cái phần gít này là gít để nó chặn dầu ở trên cái súp bắp này, nó cũng rất quan trọng. Các bạn nhìn này, cái piston mình vệ sinh sau khi rút ra, vệ sinh nó phải sạch, càng sạch càng tốt. Bởi vì gần như là làm những cái dòng xe Innova này là mình muốn rút được quả piston này ra ấy, tháo nó rất là nhiều chi tiết, để trên xe tháo cũng được, nhưng mà gần như là tháo nó cũng phải tháo hết ra như này thì mới rút được quả ra. Bởi vì là cái Innova này nó lại có hai thớt ở bên dưới đáy ấy. Tức là một thớt dưới cùng là để đựng dầu, mình gọi là đáy cắt te, và còn đồng thời có thêm một cái thớt thứ hai là thớt bằng nhôm ấy. Cả một mảng ấy là nó ốp liền luôn cái bộ gông của cái gông của cái mảng ba lê đấy. Thì đây là sau khi vệ sinh xong xuôi đâu đấy, rửa ráy sạch sẽ này, lấy súng hơi xì sạch, xì hết. Và anh em tiến hành lắp cái gít súp bắp này vào. Gít này là quan trọng nhất này. Gít này để, tức là gít này để chặn dầu của cái súp bắp. Cái giống gít này khi mà nó bị ấy, bị tức là mình gọi là nó khô cứng, hay là gọi là không chặn được dầu nữa, là nó xảy ra cái tình trạng là, đây các bạn nhìn cái gít cũ này, rất cứng. Cảm giác như khi mình dùng cái móng tay mình bấm vào luôn, cứng như gỗ, không khác gì gỗ luôn. Thì các bạn như này thì làm gì nó còn, làm gì còn độ mềm đâu mà làm gì còn sự kín khít để nó chặn được dầu nữa. Như này ấy, gít này mình đảm bảo luôn, khi bắt đầu khởi động buổi sáng là cái động cơ này nó bị khói xanh như một lúc nhá, một lúc bắt đầu dần là hết đấy, chỉ một lúc thôi. Tại vì là lúc đấy là cái mình đỗ qua đêm ấy, là cái dầu nó dốc qua cái gít này, gít và nó dốc vào xuống súp bắp ấy, là từ súp bắp nó nhỏ xuống cái đỉnh bít tông này đấy. Khi mình khởi động là bắt đầu động cơ nó làm việc, nó đốt cháy hết một lúc, nó đốt cháy hết ở trên cái đỉnh bít tông này, bắt đầu nó khói xong, bắt đầu nó khô hết dầu là nó sẽ không khói nữa. Đấy là cái tình trạng bị phớt gít, là đa số là buổi sáng khói rất nhiều. Còn nó bị mà ăn dầu ở cái vòng răng hay gọi là xét măng ấy, thì nó có hiện tượng là khói lải giải, tức là mình đi trên đường, mình ga càng to lên thì cái tỷ lệ khói càng nhiều. Thế nhưng mà đặc thù của dòng Innova này thì đi thì không nhìn thấy khói, riêng đặc thù của Innova mà rõ ràng là ăn dầu nhớt rất nhiều. Nếu như mà ai mà hay sử dụng Innova này là sẽ hiểu được cái đặc thù của cái dòng xe này. Đấy. Khi vệ sinh sạch sẽ rồi thì anh em tiến hành là đưa mặt máy lên. Gít thì nắp xong rồi. Đấy, đưa các cái móng súp bắp vào hết rồi. Đấy là tiến hành lắp ráp thôi. Thì cái tiêu chí là làm sao, bởi vì tại sao là khi mình có tiểu tu thôi mà mình nhấc hẳn động cơ ra ngoài. Đấy, đây là cái tiêu chí là khi làm là mình
mình phải vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh sạch rồi thì bắt đầu là bắt đầu mới lắp ráp. Bởi vì cái về cái phần động cơ này là càng sạch càng tốt, càng sạch thì cái độ bền nó càng cao. Tất cả các cái chân ốc kia, chân ốc là khi mình muốn muốn đưa và mình vặn hoặc là mình siết là mình phải dùng súng hơi mình xì sạch, xì nó thổi hết các cái nước, nước với cái dầu ở chân ốc này. Nhiều nhiều trường hợp nếu như mình mà không không vệ sinh sạch ấy, là nó còn có cái tình trạng là vặn là nó còn kiểu nó bị tức, tức nó vẫn còn nguyên nước vào là nó sẽ xảy ra tình trạng là nó bị lổ gen, lổ gen ngay lập tức ngay. Kể cả khi mình vặn cái ốc mặt máy này, là mình vặn làm sao nó phải đúng cân lực của nhà sản xuất đề ra nhé. Bởi vì những cái này đều như có cái cân cân lực sẵn rồi. Thì vặn đấy anh em lưu ý này, thì vặn cái ốc mặt máy này là vặn từ từ giữa ra hai bên, vặn đều. Cái dòng xe xe Nhật này này, xe tư bản này, siết mặt máy là siết một lần thôi, chứ không như những dòng xe xã hội chủ nghĩa là chạy được vài hôm nó mà quay lại siết mặt máy lần nữa. Riêng dòng xe xe tư bản này không cần thế, siết một lần là ăn ngay, không bao giờ phải siết lần thứ hai cả. Siết làm sao phải đều tay này, mà những cái này là bây giờ siết nó đều có cái đoàn cân lực này hết rồi. Kể cả như mình vặn vào cái vị trí cân lực của nhà sản xuất đưa ra ấy, là đến cái điểm đấy là tự cái này là nó nhảy đấy, mình có muốn siết vào nữa nó cũng không siết được nữa. Siết là phải đều đấy, đến nó đến cái điểm đấy là tự cái tay này nó lẩy tành tành tành. Chứ không phải là như những cái dòng xe xã hội chủ nghĩa mà siết xong mấy hôm sau chạy được, mấy hôm sau lại tháo ra để siết lại, không cần. Đấy, sau khi siết ốc mặt quy lát xong rồi đấy, mình sẽ cho cái dầu này vào, các cái cổ của cái trục cam nhé, máng cam. Đấy, sau khi đưa trục cam vào rồi thì mình đặt máng cam lên thôi. Cái dòng xe Innova này thì nó lại có cái đặc thù như này, toàn bộ làm kín khít của cái động cơ này là đa số là bằng keo đó. Kể cả những cái ốp của cái đầu, tức là gọi là ốp đầu cam, ốp đầu của cái xích cam, dòng này nó chạy xích mà, đều kín khít bằng keo hết rồi. Thế nên phải tháo toàn bộ ra như này, nó vệ sinh kỹ. Vệ sinh càng kỹ thì là cái độ kín khít nó càng tốt. Nếu anh em kể cả lắp cái trục cam này cũng lưu ý này, là phải siết đều nhé. Siết đều cân. Bởi vì khi mình đưa cái mặt máy này vào ấy, siết được cái trục cam thì cái đỉnh bít tông ấy, mình phải quay trục cơ để cho nó về cái vị trí ở giữa, bốn quả bít tông thẳng hàng nhau ở giữa nhé, để tránh cái trường hợp là khi mình đưa cái mặt máy lên xong mình đưa trục cam và mình siết là nó cái suppap này nó sẽ bị hiện tượng là nó đẩy xuống. Thì nhiều trường hợp mà không để ý là nó sẽ chống vào cái đỉnh bít tông, nó gây ra cũng trường hợp là nó gây ra nó bị kiểu như mình gọi là bị kênh suppap. Kể cả lắp cái dòng xích cam này nó cũng đơn giản này. Nhà sản xuất người ta đã đánh dấu hết rồi, là bằng cái sơn, vạch sơn màu vàng ở trên cái mắt xích này. Trên cái bánh răng cam này cũng có dấu. Làm sao mà trùng với cái điểm nhà sản xuất đưa ra nhé, cái xích, cái mắt màu vàng này.
mắt màu vàng này trùng nhau, trùng cái điểm dấu của cái nhà sản xuất đưa ra nhé, bên trên này của hai cái trục cam, một trục cam hút và trục cam xả. Cái dòng Innova này thì là có cái mình gọi là cam thông minh đấy, tức là hay là mình gọi là có cái bộ có cả cái van biến thiên lắp ở bên cạnh đấy, đa số là lắp ở mé bên dòng xe Nhật này, đa số là lắp ở bên cam hút. Em đang nhìn bên dưới này nhà sản xuất người ta đánh dấu cái mắt xích màu vàng này bên dưới này. Đấy là đúng là cái xích, cái mắt màu vàng đúng điểm trên cùng của cái piston máy số 1 nhé, là quay lên ấy, là đúng điểm đấy. Cái này thì nắp thì là riêng nắp cái phần xích cam này thì gần như là phải lắp ở bên dưới, bởi vì khi đưa máy đưa động cơ lên trên rồi, lên khoang máy rồi nó rất là chặt, để này là lắp rất là dễ này, làm là một lần là ăn ngay. Khi mà mình đưa động cơ lên rồi là nó rất là vướng, rất là chật chội, cho nên là phải cẩu máy ra ngoài đấy. Mà mình cẩu máy ra ngoài như này là mình làm nó rất, tức là làm nó được kỹ, sạch sẽ, toàn bộ những cái chi tiết là tháo ra hết xong vệ sinh. Vì những cái phần ở cái đầu này, phần đầu này là làm kín khít đều bằng keo hết, cho nên làm mà không kỹ là chỉ sử dụng một thời gian là nó sẽ xảy ra tình trạng là bị thấm dầu. Đây dòng Innova nó còn đỡ nhé, riêng dòng xe Camry nhé, Camry xe liên doanh, cứ từ đời 2003 đi đến 2010 gần như con nào đấy ở đầu cái mảng cam này là nó cũng chạy xích và làm kín khít bằng keo, gần như là chiếm đa số con nào cũng bị chảy dầu đấy. Dòng Camry đấy, con nào thế, con nào nó cũng bị dướm dầu ở cái phần đấy này, phần mặt ốp của cái đầu bưởng cam. Mà muốn xử lý được nó là gần như phải cẩu máy hàn ra, cẩu máy ra làm thì nó mới thoáng, nó sạch. Sau khi anh em lắp ráp xong xuôi đấy thì quay một vòng để kiểm tra lại cam xem có đúng không. Rồi quay đúng một vòng nhé, là nó trùng với cái điểm đầu tiên mình đặt là ok, đó chuẩn rồi đấy. Đấy chỉ cần như này thôi, là khi không cần phải nhiều, một phát ăn ngay, cam kiếm đặt chuẩn phát ăn ngay. Đấy sau khi xong là mình vệ sinh sạch sẽ nhé, bôi keo ụp vào thôi. Đấy, ụp bên dưới này vào nó rất là thoáng, nó rất là rộng. Làm sao mà khi mình đưa lên cái là chuẩn luôn, không phải xử lý lại lần hai. Rất sạch sẽ. Riêng Innova này, máy mà nó động cơ không bị hiện tượng ăn dầu thì ít khi bị chảy, tức là chảy cái ngấm cái phần trên cái nắp giàn cò lắm. Đây, như con này hiện tại là cái bộ côn mới thay nhé, mà nó đi nó hiện tượng dần. Nên sau khi mình phải xử lý cái phần côn này, lại phải có một cái tiêu chí nữa là côn nó phải nhẹ. Mình có nhìn cái phần lanh ghê hoặc là cái gọi là phần mặt trời đấy, các bạn nhìn đi, các cái lan ấy. Làm sao mà khi mình bắt vào nó phải gần như là phải phẳng, nó phẳng điểm của cái đoạn đầu của cái lanh ghê ấy. Khi nó phẳng rồi ấy, thì côn này đảm rất đề, quản như cái này nhá, như cái này là mình bắt hết toàn bộ ốc, 6 con ốc vào, bô lông này vào rồi ấy. Thì nhìn cái mặt phẳng này nó gần như là phẳng đấy, nhưng mà không được cúp nhá, nếu mà cúp quá thì lại xảy ra tình trạng là bị xoa côn đấy. Như thế này con này là côn đi rất nhẹ luôn, côn đi cực kỳ nhẹ.
bản thân cái dòng Innova này cái chân côn của nó rất đầm. Đấy, nhưng mà mình làm sao tiêu chí nó phải nhẹ. Đấy. Xong xuôi rồi lấy hết, toàn bộ lắp ráp hết. Ở bên dưới nhá, kể cả đánh cắt te này mình ụp hết vào. Bởi vì cái dòng này nó có 3 thớt. Đây là một cái thớt nhôm mình bắt lên trước rồi. Đấy, sau đấy bắt đầu mình lại tháo tiếp cái thớt thớt đáy này. Thớt đáy cắt te này là thớt đựng dầu. Sau xong xuôi đâu đấy là cẩu máy lên thôi. Đấy, làm sao mà cái tiêu chí là sử dụng là nó không bị cái hiện tượng một là chảy dầu ở trên cái nắp giàn cỏ. Đấy, khi làm xong rồi là yên tâm ở cái phần là không bao giờ phải bổ sung thêm dầu nữa. Trên xe không bao giờ phải để một can dầu. Còn đâu như bác chủ xe này trước đây gần như lúc nào cũng thế, trên xe này cứ phải để một can 4 lít. Đấy, cứ chạy từ 800 đến 1000 cây là phải bổ sung rất là nhiều dầu. Thế mà chạy chỉ quên cái là quá km cái là gần như là động cơ này không còn tí dầu nào luôn. Thế mà thế. Thì đây mình vừa hoàn thiện xong một cái video clip, tức là tiểu tu cho con xe Innova. Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu anh em yêu thích chiếc ô tô hoặc sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh. Mình thường xuyên ra những cái video chia sẻ và hướng dẫn sửa chữa.